Cuộc thi Tôi Khỏe Đẹp Hơn lần thứ 2 do báo Sức Khỏe và Đời Sống, Bộ Y tế tổ chức với sự đồng hành của Hub Life Việt Nam với mục đích lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, góp phần vào thành công chung của ngành y tế về truyền thông nâng cao nhận thức của người dân đối với rèn luyện và nâng cao sức khỏe. Theo tiêu chí chấm điểm của cuộc thi Tôi Khỏe Đẹp Hơn, ứng viên càng có thay đổi nhiều về hình thể sẽ có lợi thế về điểm số. Tuy nhiên, thay đổi về an toàn, có giới hạn và không vượt quá 6% tổng trọng lượng cơ thể. Giáo sư tiến sĩ Lê Thị Hương, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo cuộc thi Tôi Khỏe Đẹp Hơn lần 2, chia sẻ nếu giảm cân quá mức sẽ làm cơ thể rất mệt mỏi, cho nên chỉ số 6% là có căn cứ khoa học và cũng là khuyến cáo để mọi người có quá trình giảm cân phù hợp với tình trạng sức khỏe. Mình quá mức đi thì nó sẽ làm cho cơ thể rất là mệt mỏi, cho nên các cái căn cứ khoa học người ta đã nghiên cứu rồi và người ta đưa ra các cái con số đấy để khuyến cáo cho mình có một cái quá trình giảm dần dần và không nên giảm quá nhiều thì cơ thể sẽ rất là mệt. Mình đang ăn rất là nhiều, từ 2.500-3.000 cho bây giờ tụt xuống còn có 700-800 thì tự khắc là cơ thể sẽ không chịu được, không bền bỉ được, cho nên là chúng ta sẽ bám theo cái khuyến nghị đấy. Và thay vì là giảm cấp tập trong vòng một tháng thì bây giờ mình làm 3 tháng đi, như vậy là nó sẽ nhẹ nhàng và nó sẽ hiệu quả hơn nhiều. Đó, cái dạ dày của mình nó đang làm việc như thế, nó đang có cái thói quen như thế, tự nhiên bây giờ bắt nó ít đi, nó rỗng dạ dày ra thì rất là khó, bản thân mình cũng khó chịu về mặt tâm lý nữa. Thế cho nên là đừng nóng vội, nếu như ai đấy thừa cân béo phì chúng ta phải có một cái quyết tâm và chúng ta sẽ phải kiên trì. Chứ còn nếu mà nóng vội thấy là 1 tuần 2 tuần vẫn chẳng thấy giảm, xong lại buồn lại chán, hoặc là 2 tuần liền nhịn xong bắt đầu không chịu được nữa quay lại ăn thì lại ăn quá đà. Nên là cái này nó cũng phải khoa học và phải kiên trì.